các anh chị nha, tám với các anh chị vui một tí xíu như vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu cái nội dung của mình là xây dựng tư duy đúng về xây dựng cộng đồng các anh chị, và đây cũng là một trong những cái nguồn thu nhập đến từ dòng tiền đến từ những cái tài sản của Hằng. Và Hằng tin chắc rằng nếu như mà các anh chị mình hiểu đúng về cái này á, thì các anh chị mình sẽ có được cái kết quả rất là tốt, và nó sẽ là một trong những dòng tiền của các anh chị, được chưa? Một trong những dòng tiền. Để Hằng xin phép Hằng hạ mấy cái tay xuống. Rồi, ok. Rồi, các anh chị nhìn thấy slide của Hằng rồi đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy slide của Hằng rồi đúng không ạ? Để Hằng thích chân. Rồi, ok các anh chị. Rồi, thấy rồi đúng không ạ? Yes, rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi ha. Tài sản mà mình tạo ra dòng tiền, và dòng tiền đó nó lớn hơn cái khoản chi phí mà mình chi trả cho cuộc sống hàng ngày của mình, hàng tháng của mình ấy, thì nó được gọi là tự do tài chính rồi các anh chị. Chứ đi làm công ăn lương, mình nghỉ một phát là mình sẽ mất tiền đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta có tài sản thì chúng ta nghỉ một phát thì chúng ta sẽ vẫn còn cái nguồn thu nhập của mình, thì đó được gọi là cái thu nhập thụ động các anh chị, và nó sẽ tạo ra cho mình được cái dòng tiền. Và cái dòng tiền đó thì mình sẽ có thể là mình đi làm, mình đi bất cứ nơi đâu, hoặc là mình có thể nghỉ ngành kinh doanh, không kinh doanh nữa, mình vẫn có được cái nguồn thu nhập đó, thì nó được gọi là tự do về thời gian và tự do về tài chính. Các anh chị làm cho đến khi nào mà các anh chị gọi là, bây giờ thì mình vẫn chưa thuộc dạng là giàu đâu các anh chị, nhưng mà ít nhất đầu tiên á, là bạn phải ổn định về cái cuộc sống của bạn, tức là cái thu nhập tài chính của bạn nó phải ổn định trước, rồi sau đó mình mới nghĩ đến cái việc là mình sẽ trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Tề gia và trị quốc bình thiên hạ các anh chị. Tức là đầu tiên là bản thân mình phải ổn, mình phải lo cho gia đình trước, rồi sau đó bắt đầu là mình hãy vươn ra để mình lo cho xã hội, lo cho cộng đồng, và mình sẽ làm những cái điều nó lớn lao hơn, đúng không ạ? Thì bước đầu tiên anh chị là bản thân mình chưa lo xong thì mình cũng không nên lo cho ai hết các anh chị. Nên là đối với Hằng, cái quan điểm của Hằng là trước hết là Hằng phải sống được, Hằng phải có được cái nguồn thu nhập đủ tốt, rồi sau đó bắt đầu là mình sẽ đặt cái mục tiêu nó cao hơn, đó là mình sẽ lo cho con cái, lo cho bố mẹ, lo cho gia đình của mình, và sau đó là mình bắt đầu là mình sẽ có một cái nguồn thu nhập dư ra. Ví dụ như Hằng nói các anh chị á, nếu như mà ở đây á, các anh chị mình có cái thu nhập thụ động á, là dòng tiền đến từ cái việc là mình có thể là mình cho thuê nhà này, hoặc là mình có thể là có những cái kinh doanh tự vận hành, ví dụ như doanh nghiệp, các anh chị thấy là Apple đúng không, hoặc là Amazon, là những cái doanh nghiệp có thể tự vận hành và nó rất là bền vững, thì các anh chị biết là những cái nguồn thu nhập như vậy á, nó sẽ giúp cho mình có được cái dòng tiền rất là tốt. Và nếu như mà cái dòng tiền tốt á, thì các anh chị mình sẽ có được cái kết quả tự do về tài chính, có nghĩa là các anh chị sẽ không cần phải làm gì nhiều, thì hàng tháng cái công ty đó nó vẫn sẽ chuyển về cho các anh chị về cái lợi nhuận, hoặc là các anh chị mình sẽ có cổ phần ở một công ty, hoặc là các anh chị mình sẽ mua chứng khoán, mua cổ phiếu, hoặc là các anh chị mình sẽ có những cái thu nhập đến từ việc thuê nhà, đúng không ạ? Các anh chị có phải là cả đời các anh chị á, là các anh chị cố gắng để mà mình có thể là dành dụm tiền, đúng không? Dành dụm tiền để mình có thể là kiếm thêm thu nhập, và cái thu nhập đó nó có thể đến từ bất kỳ một cái công việc nào đó, công việc thêm nào đó, rồi sau đó mình lấy cái thu nhập đó để mình có thể mở một cái công ty, hoặc là mình lấy cái thu nhập đó mình sẽ đi đầu tư những cái dự án mà nó có thể thành công, hoặc là mình sẽ lấy cái thu nhập đó để mình đi mình mua bất động sản, đúng không? Đa phần 90% các anh chị là hay gửi tiết kiệm hoặc là gửi bất động sản, để mà mình có thể là cuối đời mình có thể có được một cái khoản tiền tiết kiệm này trong tài khoản ngân hàng, hoặc là các anh chị sẽ có một cái tài sản, và tài sản đó mình cho thuê, thì nó được gọi là thu nhập thụ động, hoặc là một công ty và cái công ty đó nó vận hành cách tự động và sau đó mình truyền lại cho đời con đời cháu của mình, thì đó được gọi là cái nguồn thu nhập thụ động các anh chị. Và thu nhập thụ động thì nó sẽ giúp cho các anh chị
có được những cái sự tự do về tài chính về lâu về dài. Thì đó là cũng là một trong những cách mà ở trong cái cuốn sách của Robert Kiyosaki có nói về cái việc là các anh chị mình sẽ cần trong cuộc đời của mình ấy, thì mình cần dành hết toàn bộ thời gian công sức của mình để mình xây dựng những cái nguồn thu nhập đến từ những cái gì mà nó tạo ra tài sản, thì nó sẽ tạo ra cho mình cái dòng tiền. Các anh chị hình dung chỗ này không ạ? Cái dòng tiền nó khác với cái gọi là tiền mặt các anh chị, tiền mặt. Những người mà sở hữu dòng tiền nhiều là những người sẽ rất giàu có các anh chị nhé. Nên thành ra nếu như mà anh chị nào mà mình có được rất nhiều dòng tiền, đây là cuộc đời của mình các anh chị nhớ nha, mình sẽ tập trung vào gì ạ? Là tôi sẽ dành thời gian và công sức để tạo ra dòng tiền các anh chị. Các anh chị comment lên phần chat đi ạ. Tôi sẽ dành thời gian và công sức để tạo ra dòng tiền. Ví dụ như các anh chị mua một chiếc xe, dành tiền các anh chị mua một chiếc xe hơi đúng không? Mà chiếc xe hơi đó nó chỉ phục vụ một việc duy nhất, đó là đi chơi hoặc là chở gia đình đi ăn sáng, chở gia đình đi chở con đi học, hoặc là chở bố mẹ đi 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 chơi, đi cà phê đúng không? Thì nếu như mà các anh chị mua xe hơi chỉ để mục đích như vậy thì nó được gọi là tiêu sản các anh chị. Còn nếu như mà các anh chị mua xe hơi với mục đích là các anh chị chạy Grab, hoặc là các anh chị cho thuê để các anh chị lấy thêm thu nhập, có thêm thu nhập đúng không? Thì đó chính là cái tài sản của các anh chị để tạo ra cái dòng tiền. Các anh chị hiểu không ạ? Đây là cũng là một câu chuyện, cũng là một chiếc xe hơi, nhưng mà nó có thể là tiêu sản hoặc nó có thể là tài sản. Các anh chị hiểu không ạ? Nó có thể là tiêu sản và nó cũng có thể là tài sản. Nên nếu như mà cái quan trọng là cái tài sản đó các anh chị vận dụng nó như thế nào thì nó được gọi là tài sản, được chưa? Và nó sẽ tạo ra cái dòng tiền cho các anh chị. Là nếu như mà các anh chị mình có một nên người ta mới nói là gì, mua xe hơi khi mà bạn đã gọi là dư giả các anh chị, tức là khi các anh chị có rất là nhiều tiền thì lúc này á, các anh chị có cả chục tỷ đi đúng không, dư giả tiền rồi thì các anh chị đã đầu tư rồi, và nếu mà đầu tư rồi thì còn dư một ít thì các anh chị có thể lấy dùng đó để đi mua xe hơi, để mình có thể đi chơi, mình che nắng che mưa. Hồi nhỏ nói thật với các anh chị là ba ba mẹ Hằng cho đến khi mà Hằng phải lên tới cấp mấy ta, lên tới cấp 3 thì ba mẹ Hằng mới bắt đầu có mua xe hơi các anh chị, mới nghĩ đến cái việc mua xe hơi. Thực ra là bố mẹ Hằng đẻ Hằng hơi trễ, cho nên đợi đến khi mà Hằng Hằng lên cấp 3 thì ba mẹ Hằng mới có xe hơi các anh chị, tức là lúc đó là khoảng gần như bố mẹ Hằng cũng bốn mấy 50 tuổi rồi, thì lúc đó mới có xe hơi các chị, một chiếc xe hơi đầu tiên. Còn đâu đó là mặc dù trước đó cũng nhà cũng có tiền các anh chị, cũng ba mẹ cũng làm ra tiền, cũng có công ty, nhưng mà ba mẹ Hằng không có mua xe hơi và Hằng luôn phải đi bộ và hoặc là đạp xe đạp để tự đi học các anh chị. Nên là từ nhỏ ba mẹ Hằng dạy cho Hằng một cái gọi là không 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 có tiêu sản nhiều. Ngay cả đến khi hết cấp 3 thì Hằng mới được có một chiếc điện thoại di động đầu tiên trong cuộc đời của mình các anh chị, là ba mẹ Hằng tặng cho Hằng một chiếc điện thoại di động đầu tiên. Đó là đó, mà chiếc điện thoại di động đó hình như hồi đó Hằng nhớ có 1 triệu thôi, đó là chiếc điện thoại đầu tiên và là chiếc điện thoại cuối cùng ba mẹ Hằng tặng cho Hằng luôn các anh chị. Các anh chị tin không ạ? Nên là ba mẹ của Hằng dạy cho Hằng một cái bài học rất là hay, đó là nếu mà mình muốn có cái gì á thì mình cũng phải có bỏ công bỏ sức ra, còn tiền của ba mẹ là ba mẹ xài các anh chị, còn Hằng không kiếm ra tiền thì Hằng không được xài tiền của ba mẹ. Các anh chị thấy hay không ạ? Ba mẹ Hằng dạy Hằng rất là hay luôn, và gần như là phải tự lập mọi thứ từ nhỏ, cho nên là lớn lên là Hằng cũng không có, từ lúc mà Hằng đi học đại học là Hằng không có sử dụng bất kỳ một đồng tiền nào của ba mẹ Hằng luôn, và Hằng tự kiếm tiền tất cả mọi thứ, tự kiếm tiền tự lo hết các anh chị. Thì các anh chị biết là cái ở đây á, là một cái người người ta thực sự người ta thành công á các anh chị, là người ta sẽ tập trung thời gian và công sức để người ta tạo ra tài sản. Từ cái tài sản đó nó sẽ đầu tư rất là nhiều để tạo ra rất là nhiều cái nguồn tài sản khác nhau, và tài sản đó nó sẽ tạo ra nhiều dòng tiền. Thì cái cuối cùng cuộc đời các anh chị á, đừng có mua mình đừng có mua điện thoại, hay đừng có mua những cái xe hơi, hay mình đừng có mua những cái đồ quần áo hàng hiệu lên ta lên tinh khi mà nó không phục vụ cho mục đích là tạo ra dòng tiền cho mình. Thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm nhất có thể, và để gần như cái số tiền lần trước Hằng có nghe một cái đoạn clip ở trên 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 TikTok đó các anh chị, là nói về một cái anh này, là nói về cái việc là nếu như mà bạn nhịn uống trà sữa, hoặc là bạn chỉ cần nhịn nhịn một cái gì đó nó khoảng tầm 30.000 đến 50.000 một ngày thôi, là sau khoảng tầm mấy chục năm đó là bạn có thể mua được nhà luôn á các anh chị.
À, tức là thi bài toán là chỉ cần gửi tiết kiệm ngân hàng thôi chứ cũng chưa cần phải đầu tư gì hết. Nếu mà đầu tư thì chắc chắn là sẽ có nhiều nguồn thu nhập hơn, đúng không ạ? Nên là các anh chị cố gắng làm sao đó khi mình kiếm ra tiền á thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm những cái phần mà tiêu sản của mình và mình tập trung vào tài sản và tạo ra dòng tiền. Thì ở đây Hằng có một cái câu chuyện thành công, đó là Apple và Amazon. Là gì các anh chị? Apple và Amazon là hai tập đoàn rất là lớn trong ngành lĩnh vực kinh doanh. À, lĩnh vực kinh doanh là công nghệ và thương mại điện tử, đúng không ạ? Các anh chị biết về hai tập đoàn này đúng không ạ? Là nằm trong top đầu công ty và chỉ trong vòng 15 năm là đã vươn lên top 1, vươn lên top 1 và vượt mặt tất cả những cái công ty như là Coca-Cola hay là Walmart, là những cái tập đoàn mà nó gọi là đã hàng hàng chục năm, hàng trăm năm rồi các anh chị. Mà cuối cùng là chỉ cần những cái công ty về công nghệ như là Apple và Amazon có thể là vươn lên là những cái công ty hàng đầu. Thì các anh chị biết á, là tại sao cái câu chuyện của Apple và Amazon lại là những cái câu chuyện mà thành công như thế và nó có thể thành công nhanh như thế các anh chị, là bởi vì các anh chị biết có một cái bí mật ở Apple và Amazon, đó là họ sở hữu cộng đồng khách hàng trung thành các anh chị. Đây là một cái điều mà không phải bất kỳ một cái doanh nghiệp nào họ có thể làm được. Có rất nhiều doanh nghiệp là bán điện thoại đúng không? Nhưng mà các anh chị biết á, là cái doanh nghiệp mà để mà có thể mà tạo ra được một cái cộng đồng fan trung thành như Apple gần như là không có các anh chị. Gần như là không có, được chưa? Đối với cái cộng đồng của những người mà sử dụng sản phẩm của Apple á, họ cực kỳ thích các anh chị. Họ cực kỳ thích là sử dụng hệ sinh thái của Apple. Bởi vì sao? Thứ nhất là Apple tập trung vào cải tiến chất lượng cốt lõi và liên tục các anh chị. Thứ hai là họ luôn định vị bản thân và mang lại cho giá trị cho khách hàng một cách tốt nhất. Và cuối cùng á, là họ không bán sản phẩm mà họ bán cái thương hiệu khi khách hàng sử dụng cái hệ sinh thái của Apple. Và họ tập đặc biệt là họ cũng có những cái cộng đồng khách hàng cực kỳ trung thành. Tức là họ làm sao đó họ biến cái cộng đồng của khách hàng của họ, những người đã mua một sản phẩm thì họ sẽ mua hai sản phẩm, họ sẽ mua ba sản phẩm, họ sẽ mua hàng chục sản phẩm của Apple. Và từ đó sử dụng một cái hệ sinh thái giống như Hằng mua điện thoại xong là Hằng sẽ mua luôn cả máy tính, Hằng sẽ mua luôn cả iMac các anh chị, đó là máy tính bàn, cái máy tính bàn là máy tính Hằng đang sử dụng. Rồi Hằng mua luôn cả iPad, rồi Hằng mua luôn cả con chuột của Apple, mua luôn cả bàn phím Apple, mua cả tai nghe của Apple. Tức là Hằng mua tất cả những cái gì nằm trong hệ sinh thái của Apple, bởi vì nó dùng nó rất là tiện lợi các anh chị, và Apple nó làm được cái điều này cho những cái cộng đồng của những người sử dụng Apple. Và chính vì vậy mà các anh chị biết là mỗi lần Apple ra một cái sản phẩm gì đó là cộng đồng fan là cực kỳ yêu thích Apple và mua rất là nhiều sản phẩm của Apple luôn. Các anh chị nhớ không ạ? Cho nên thành ra là họ xếp hàng từ 4 giờ sáng để mà có thể là mua những cái sản phẩm của Apple đầu tiên khi ra mắt. Đó là họ họ tạo được một cái hiệu ứng và tạo được một cái lòng tin cũng như là một cái niềm tin ở cái sản phẩm của họ, cái thương hiệu của họ đối với cộng đồng khách hàng của họ. Còn với Amazon thì sao? Amazon là một cái hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh. Thì gần như Robby của mình là gần gần giống như Amazon đó các anh chị. Là tạo ra một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho đối tác, kinh doanh và khách hàng. Vậy thì khi mà các anh chị mình có được cái cộng đồng khách hàng thì các anh chị sẽ có một cái doanh nghiệp nó tương tự như là tập đoàn Amazon các anh chị. Các anh chị sẽ có một cái doanh nghiệp tương tự như tập đoàn Amazon, tức là một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh. Các anh chị hợp tác với Shopee nó giống như là hợp tác với Amazon vậy. Shopee sẽ làm là Amazon Việt Nam các anh chị, sẽ mang lại một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh cho đối tác kinh doanh và khách hàng của các anh chị và cho doanh nghiệp nữa, và luôn luôn tạo ra những cái giải pháp đặc biệt dành cho cái cộng đồng khách hàng của Amazon. Amazon thì có hai cộng đồng. Cộng đồng thứ nhất là cộng đồng doanh nghiệp, và cái thứ hai là cộng đồng những người khách hàng và những người mua hàng của Amazon. Thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ tối ưu được cái nguồn lợi nhuận cũng như là tạo ra một cái sân chơi cho cả khách hàng lẫn là người kinh doanh. Và Amazon tập trung vào những cái nền tảng về công nghệ để giúp cho cộng đồng đó có thể kinh doanh được một cách hiệu quả. Vậy thì các anh chị sẽ thấy nếu như chúng ta sở hữu một cộng đồng khách hàng giống như của Apple, là họ chỉ mua hàng của chúng ta và họ mua cả một cái hệ sinh thái. Và cái thứ hai là gì các anh chị? Là Amazon, là chúng ta sẽ giống như Amazon và chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái cho những người đi kinh doanh. Thì các anh chị nghĩ rằng là chúng ta có cả hai thì chúng ta sẽ thành công như thế nào, đúng không các anh chị? Chúng ta sẽ thành công như thế nào? Các anh chị thấy là chúng ta sẽ có được cả hai, là cộng đồng khách hàng và cả cộng đồng gì ạ? Là cả cộng đồng những người đi kinh doanh.
thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ sở hữu được một cái cộng đồng rất là lớn, và chúng ta sẽ kiếm được một thu nhập rất là tuyệt vời, đúng không ạ? À, kinh doanh dropshipping của chúng ta là chúng ta có thể sở hữu được cả một cộng đồng khách hàng và cả được một cộng đồng kinh doanh. Bây giờ ở đây các anh chị, khi mà các anh chị xây dựng kinh doanh riêng của mình á, thì cái điểm rất là quan trọng là các anh chị phải làm được 3 điều. Các anh chị làm được 3 thứ, đúng không ạ? Thứ nhất là giống như là Apple, các anh chị phải xây dựng được một cái cộng đồng khách hàng. Một cộng đồng khách hàng mà mình không cần phải trả quá nhiều những cái chi phí, mình xây dựng mà mình không cần phải trả quá nhiều cái chi phí về sản phẩm, về kho bãi, về nhân sự, truyền thông, nhãn hiệu. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ là xây dựng một cộng đồng kinh doanh. Và từ cái cộng đồng đó thì chúng ta sẽ kiếm ra được, nó là một cái tài sản của mình. Và tài sản này nó sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập các anh chị. Và các anh chị sẽ dựa vào cái hệ sinh thái sẵn có để mà các anh chị có thể hợp tác và tối ưu được cái sức mạnh của cộng đồng, được chưa? Và cuối cùng là các anh chị mình sẽ xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân đó chính là cái thương hiệu mà doanh nghiệp của các anh chị định vị trong mắt của khách hàng. Nếu như mà các anh chị mình có được ba cái điều này thì các anh chị mình sẽ tập trung vào việc là thứ nhất là xây dựng cộng đồng khách hàng, thứ hai xây dựng được những người đối tác của các anh chị, là những người doanh nghiệp, là những chủ chủ doanh nghiệp hoặc là những người cá thể kinh doanh mà họ có thể là xây dựng cộng đồng kinh doanh cho trong cái lĩnh vực và cái cộng đồng của các anh chị, thì chắc chắn là các anh chị mình sẽ có được những cái nguồn thu nhập rất là tốt luôn, được chưa? Thứ nhất, nhắc lại ha, thứ nhất mình sẽ tập trung về xây dựng cộng đồng khách hàng, thứ hai mình đã xây dựng cộng đồng kinh doanh của mình là những đối tác hợp tác với mình, và thứ ba là chúng ta sẽ xây dựng cái thương hiệu mà doanh nghiệp của chúng ta sẽ mang lại cho khách hàng là gì, thì chúng ta phải làm được cả ba cái này thì chúng ta sẽ có được cái nguồn thu nhập rất là tốt, được chưa? Rồi vậy thì ở đây các anh chị kinh doanh dropshipping thì chúng ta sẽ làm được những gì, dropshipping sẽ giúp chúng ta làm được những gì các anh chị? Đầu tiên á là các anh chị có thể thấy là khi mà mình kinh doanh bán thời gian, mình kinh doanh bán thời gian, mình đương nhiên là mình sẽ không dành toàn bộ cái thời gian của mình để mình đi kinh doanh online cùng với lớp Shopee, tại vì chúng ta còn có công việc chính, chúng ta còn có cái thời gian để mà chúng ta cho gia đình của mình, đúng không? Nên là nếu như mà các anh chị mình kinh doanh á mà mình sẽ dành trọn thời gian á, thì như vậy nó sẽ mất đi những cái, để mình tắt cái vẽ rồi. Rồi, thì nếu như mà các anh chị mình dành trọn thời gian mà mình đi kinh doanh Shopee thì chắc chắn là sau này các anh chị mình sẽ bị thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói là lấy cái ngắn nuôi cái dài các anh chị. Thì cái việc mà các anh chị đi làm công ăn lương giờ hành chính á, nó rất là quan trọng. Các anh chị không được bỏ, các anh chị thấy ủa Shopee hay quá, thôi tôi tập trung đi dành thời gian rồi tôi kinh doanh Shopee. Không phải các anh chị. Trong vòng mấy năm đầu tiên á các anh chị, thì bản thân Hằng á, là người đã từng đi kinh doanh bên ngoài và Hằng có một cái công việc riêng. Sau đó là Hằng mới dành cái thời gian rảnh rỗi của Hằng để Hằng kinh doanh thêm. Trước khi đến Shopee thì Hằng cũng dành thời gian rảnh rỗi của mình để mình kinh doanh một số thứ. Mà ban ngày mình vẫn đi làm công ty giống như các anh chị thôi. Nhưng mà sau khi đến với Shopee thì Hằng chỉ còn lại hai cái kinh doanh của mình thôi, là một cái kinh doanh riêng và một cái kinh doanh với Shopee. Thì cái thời gian mà mình dành cho Shopee nó vẫn là 50% thôi các anh chị, nó không có nhiều và nó dành thời gian rảnh rỗi thôi. Và lúc này mình sẽ có một cái nguồn thu nhập chính của mình là cái nguồn thu nhập đến từ làm công ăn lương hoặc là kinh doanh riêng của mình, và sau đó mình lấy cái nguồn thu nhập đó để mình nuôi cái kinh doanh Shopee. Bởi vì kinh doanh Shopee thì thời gian đầu nó chỉ kiếm được ít thu nhập lắm các anh chị, nó không kiếm được nhiều đâu. Hằng nói thật với các anh chị, trong những cái năm đầu tiên á, khi mà Hằng bắt đầu kinh doanh của Shopee á, trong vòng 2 năm đầu Hằng chỉ kiếm được thu nhập đâu đó khoảng tầm 5-10 triệu một tháng thôi. 50 triệu một tháng, có những tháng này lên tới 2-30, nếu mình bán tốt á thì mình lên 2-30 các anh chị. Nhưng mà nếu mà mình bán không tốt á thì mình chỉ có thể kiếm được vài 3 triệu một tháng thôi các anh chị. Và nếu như mà các anh chị mình tập trung và mình làm việc trong một cái thời gian dài á thì nó sẽ tạo ra được cái kết quả về sau. Cho nên kinh doanh là kinh doanh lâu dài các anh chị nhé. Nên là mình chỉ cần làm đúng 3 việc cho Hằng thôi. Thứ nhất là các anh chị làm đúng gì ạ? Làm đúng 3 việc là bán hàng, xây dựng lan tỏa cộng đồng kinh doanh và chăm sóc khách hàng, chăm sóc đối tác. Mình chỉ làm đúng 3 việc thôi các anh chị, và mình làm đủ đủ tức là 3 giờ mỗi ngày, tức là các anh chị mình không cần phải dành 8 tiếng hay là 12 tiếng. Nhiều anh chị gọi là hưng phấn quá, thích quá, thấy Robby hay quá, làm điên cuồng, làm máu lửa luôn, làm cho đến khi nào mà có được cái kết quả. Rồi sau đó là gì các anh chị? Làm không có kết quả trong vòng khoảng tầm 3-6 tháng cái là nghỉ không làm nữa. Tức là các anh chị bị
các anh chị bị không kiểm soát được cái thời gian và cái không không hiểu về cái cách quản lý tài chính của mình, cho nên là các anh chị bị gọi là tập trung quá vào một thứ nó sẽ không có tốt, nên là mình phải luôn luôn có song song cả hai. Và Robby sẽ là một cái nguồn thu nhập thứ hai thôi các anh chị, nó sẽ giúp cho mình có được cái nguồn thu nhập gọi là đến về sau, thu nhập về lâu dài. Cho nên là cái nguồn thu nhập này nó sẽ không có ngay lập tức cho mình được, thời gian đầu thì nó sẽ ít thôi các anh chị, nó chỉ còn vài triệu thôi. Nhưng mà hàng sau một khoảng tầm năm thứ ba trở đi thì cái thu nhập của mình nó gấp 10 lần luôn các anh chị, nó gấp 10 lần, thậm chí nó có cái những cái giai đoạn nó tới gấp 20 lần luôn cái thu nhập mà trước đây mình đã từng. Nên là các anh chị là cố gắng làm đủ cho hàng 3 giờ một ngày thôi các anh chị, từ 3 đến 5 tiếng một ngày thôi, tức là rảnh nhiều hơn thì các anh chị làm nhiều, mà rảnh ít hơn thì các anh chị làm ít, vậy thôi. Nhưng mà làm đều 3 năm các anh chị nhé, làm đều 3 năm được chưa ạ? Nên là chúng ta cần có hiểu đúng về cái kinh doanh của Robby, là chúng ta không có tập trung 100%, mà chúng ta sẽ làm đúng này, làm đúng 3 việc và làm đủ 3 giờ mỗi ngày và làm đều 3 năm. Đó là cái làm đều nó rất khó các anh chị nha, làm đều nó rất là khó. Các anh chị có thể làm đúng, các anh chị có thể làm đủ, nhưng mà để làm đều nó cực kỳ khó luôn. Bởi vì người ta nói là gì, rất là nhiều người chúng ta có thể là gì và sẵn sàng đủ sự kiên trì dành 30 năm cuộc đời để mình làm công cho một công ty nào đó, đúng không? Mình làm công cho nhà nước để mình hưởng lương hưu, hoặc là mình làm công cho một cái công ty nào đó rất là thời gian rất là dài để mà xây dựng ước mơ cho một người khác. Nhưng mà khi nói là để xây dựng kinh doanh riêng cho mình, doanh nghiệp riêng cho mình, thì mình lại bắt đầu là mình không đủ sự kiên nhẫn với nó, chỉ trong vòng 3 năm mà mình cũng không đủ kiên nhẫn các anh chị. Có nhiều anh chị có phải đồng ý với hàng điều này không ạ? Chắc chắn luôn. Các anh chị làm công, anh chị là có thể làm một công ty làm tới 10 năm, 20 năm luôn, rất là tuyệt vời các anh chị. Nhưng mà riêng đối với kinh doanh của cá nhân các anh chị, là các anh chị không đủ kiên nhẫn với cái hoạt động của mình. Hình dung không ạ? Bản thân Hằng á, thì Hằng ngược lại các anh chị, Hằng ngược lại. Cái gì mà Hằng làm cho Hằng á, là Hằng làm ghê lắm các anh chị, Hằng làm dữ dằn lắm, Hằng làm động lực ghê gớm lắm. Hằng làm hoài, Hằng không bỏ luôn, Hằng làm rất bên đến giờ là 4 năm rồi. 4 năm Hằng không bỏ các anh chị. Trước đó Hằng có mấy cái kinh doanh mà mỗi kinh doanh nào Hằng cũng làm ít nhất là khoảng từ 2 đến 3 năm. Còn cái mà đi làm công cho người ta các anh chị, Hằng đi làm công ty á, chưa bao giờ có một công ty nào mà Hằng làm quá một năm hết, chưa có một công ty nào Hằng làm quá một năm hết các anh chị. Hằng làm khoảng 6 tháng đến một năm là Hằng sẽ thay đổi một cái môi trường khác để Hằng học tập. Nên là các anh chị biết là làm cho người ta thì Hằng làm rất là ít, gọi là không có đủ kiên trì các anh chị, không có đủ kiên trì ở một cái môi trường nào hết. Nhưng mà làm cho bản thân của Hằng á, thì Hằng làm rất là lâu. Hằng có kinh doanh riêng mà Hằng sẽ rất là kiên trì với nó, vì Hằng biết đây là làm cho mình các anh chị, làm cho mình chứ không phải làm cho một cái người khác, và mình đang trên đường thực hiện cái hành trình của mình. Nên là các anh chị mình cũng phải cái bước đều rất là khó các anh chị, đều trong vòng 3 năm rất là khó, không phải ai cũng làm được đâu các anh chị. Nên các anh chị mình cố gắng là sao, là giờ là nếu mà mình đã dành thời gian thì mình sẽ dành thời gian cho kinh doanh này nó lâu một tí, được chưa? Rồi, cái giai đoạn thứ nhất các anh chị, giai đoạn thứ nhất là chúng ta sẽ đi học đầy đủ và nắm bắt những cái thông tin kiến thức, và cái giai đoạn này chúng ta cần sẽ gia tăng cái kỹ năng bán hàng của mình. Được chưa? Thứ hai là giai đoạn thứ hai là mình sẽ bắt đầu mình xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành, và mình sẽ có kinh doanh riêng cho mình. Được chưa? Thứ nhất, đầu tiên là các anh chị sẽ xây dựng cộng đồng khách hàng, và thứ hai chúng ta sẽ xây dựng cộng đồng kinh doanh riêng cho mình. Là những người đối tác kinh doanh cùng mình, những cái anh chị là muốn đi kinh doanh, thì các anh chị mình sẽ có một cái giai đoạn thứ hai. Và cái giai đoạn thứ ba là chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng và chăm sóc những đối tác kinh doanh. Và giai đoạn thứ tư đó là mình sẽ huấn luyện kinh doanh lại cho cộng đồng. Thì Hằng đang ở giai đoạn thứ tư các anh chị, Hằng đang ở giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ tư, còn các anh chị là đang ở giai đoạn một và giai đoạn hai, được chưa? Là việc của các anh chị chỉ cần tập trung cái Hằng hai việc thôi, thứ nhất là bán hàng, thứ hai là lan tỏa kinh doanh và xây dựng cộng đồng. Và cho đến khi mà cộng đồng các anh chị đủ lớn thì lúc này các anh chị hẳn bắt đầu tập trung về cái việc là gì, chăm sóc và huấn luyện kinh doanh giống như Hằng, được chưa? Rồi, thì đó là cái ba bốn cái giai đoạn mà các anh chị cần phải trải qua trong cái kinh doanh này. Thì các anh chị nhớ giúp cho Hằng nha, thời gian đầu các anh chị phải tập trung để mà bán được hàng. Thời gian tiếp theo khi mà các anh chị bán hàng tốt rồi thì bắt đầu mình có thể là chuyển sang xây dựng cái kinh doanh riêng cho mình. Và giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư đó là mình chăm sóc và mình huấn luyện đội nhóm và mình huấn luyện cộng đồng. Và như lúc nãy Hằng đã nói với các anh chị, cái kinh doanh ở đây với các anh chị, kinh doanh của Robby á, nó không phải là kinh doanh ngắn ngày, nó không phải là những cái kinh doanh mà các anh chị có thể là gọi là ăn sổi ở thì. Hằng nói các anh chị, thực ra cũng có kiếm được đó các anh chị,
Robby của mình nó sẽ có hai nguồn thu nhập. Đây là các anh chị mình kinh doanh với Robby, các anh chị mình sẽ có hai nguồn thu nhập. Và đặc biệt là nếu mà các anh chị kinh doanh có một cái sở hữu, một cái doanh nghiệp riêng mà mình kinh doanh riêng á, thì mình sẽ biết được rằng là cái việc mà mình đi mình kiếm được cái thu nhập ngắn ngày á, giống như là cây lúa các anh chị ở làm là nông nghiệp đúng không, thì nó sẽ theo mùa vụ là theo năm. Nhưng mà nếu như các anh chị là trồng cây cao su á, hoặc là cây cà phê, tức là những cái loại cây á, mà nó là lâu năm, thì chắc chắn là cái mùa vụ của nó là tính theo là vài năm chứ không phải là tính theo một năm các anh chị đúng không ạ. Và nó có thể mỗi tháng mỗi năm như vậy nó có thể tạo ra được những cái kết quả. Còn cây lúa thì nó chỉ có thể là cây ngắn ngày, tức là nó trong vòng một cái mùa vụ như vậy thôi là nó sẽ hết các anh chị. Tức là cây lúa nó ngắn ngày mà, nên là các anh chị biết là cái bộ rễ của nó sẽ rất là nhẹ nhỏ và nó rất là ít, nó không có sâu và nó không có bám chặt. Còn cái bộ rễ của cái cây lâu năm nó rất là to, nó rất là bự, nó rất là sâu, nó rất là bám chặt. Chính vì vậy mà cái cây lâu năm á, là nó sẽ tạo ra cho mình được cái kết quả liên tục và lâu dài. Vậy thì ở đây làm thế nào để chúng ta có thể xây được cái cây lâu năm, hay là chúng ta sẽ xây cây ngắn ngày? Theo các anh chị chúng ta sẽ chọn cái kinh doanh là ngắn ngày hay là chúng ta sẽ chọn kinh doanh lâu năm? Các anh chị có thể comment với Hằng là chúng ta sẽ chọn cái kinh doanh nào mà nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ngay lập tức, hay là chúng ta sẽ chọn ra nguồn thu nhập là lâu năm? Các anh chị có thể nhắn tin cho Hằng cũng chat đúng không ạ? Chọn cây lâu năm đúng không? Đa phần là các anh chị sẽ chọn cây lâu năm đúng không ạ? Nhưng mà đúng rồi, những cái lác đác có một người một vài các anh chị là chọn cả hai, chính xác. Ở đây người thành công người ta không có chọn một trong hai các anh chị. Người thành công người ta tham lắm, người giàu người ta rất là tham. Là gì các anh chị? Tham vọng cực kỳ luôn, là sẽ còn chọn cả hai. Đâu có ai bắt mình chọn một trong hai đâu các anh chị đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể là có những cái kinh doanh ngắn ngày, và mình hoàn toàn là mình có thể có những nguồn thu nhập là lâu năm, tức là có những cái nguồn thu nhập nó đến ngay các anh chị. Mình phải nuôi sống bản thân mình mà đúng không? Cho nên là gì, mình hãy đi bán hàng, mình hãy đi kinh doanh, hoặc là mình hãy đi kiếm thêm cái nguồn thu nhập chính của mình, tức là mình đang có một cái nguồn thu nhập mà ngắn ngày các anh chị, thì lấy cái nguồn thu nhập đó để mình nuôi cái thu nhập để mình xây dựng cái kinh doanh lâu năm cho mình. Vậy thì ở đây mình có hai cái kinh doanh khác nhau các anh chị, hai kinh doanh khác nhau. Ví dụ như cái việc các anh chị bán hàng á, nó chính là ngắn ngày, được chưa? Bán hàng nó là ngắn ngày và nó kiếm thêm thu nhập các anh chị. Nhiều anh chị ngộ lắm, nhiều anh chị ngộ lắm, thấy ở đây bán hàng không được cái bắt đầu chuyển sang công ty khác, cái công ty khác cũng lại chuyển, mai mốt lại thấy công ty đó lên, cái là bay qua công ty đó để mà bán sản phẩm này bán sản phẩm nọ. Hôm nay các anh chị bán cái sản phẩm mỹ phẩm, cái ngày mai các anh chị qua một cái công ty khác các anh chị bán thực phẩm dinh dưỡng chức năng gì đó, rồi ngày mai mốt nữa các anh chị qua bán cái khóa học nào đó, rồi sau đó ngày kia nữa các anh chị qua bán một cái gì gì đó lên ta linh tinh. Tức là các anh chị thấy cái gì nó lên đúng không, là các anh chị cứ bay vô, các anh chị kinh doanh, các anh chị bán hàng, thì cái việc đó nó chỉ tạo ra cái nguồn thu nhập ngắn ngày cho các anh chị thôi, tức là nó ngay lập tức cho các anh chị. Ok, nó có thể nuôi sống cuộc sống của các anh chị, bản thân các anh chị, gia đình các anh chị, nhưng nó không có tính lâu dài và tính bền vững các anh chị. Và các anh chị phải có thêm một cái kinh doanh là tính bằng năm, được chưa? Có những cái loại kinh doanh nó chỉ tính bằng năm. Và ví dụ như Hằng nói với các anh chị lúc nãy là trong những năm đầu tiên á, Hằng bán hàng mà Hằng chỉ kiếm thu nhập đủ ăn thôi. Tức là một mình Hằng thì hồi ngày xưa á, Hằng kiếm 5 7 triệu, 5 10 triệu để Hằng đủ ăn uống hàng ngày và chi tiêu sinh hoạt cho mình đó các anh chị. Nhưng mà bây giờ các anh chị thì sau 2 đến 3 năm thì cái kinh doanh của Hằng nó đã phát triển rất là vượt bậc, rất là tăng trưởng một cách khủng khiếp luôn. Và Hằng không thể ngờ được là nó tăng trưởng đến mức độ như vậy các anh chị. Và đến sau đến năm thứ ba tới năm thứ tư thì Hằng có được cái nguồn thu nhập cực kỳ tốt luôn các anh chị, cực kỳ tốt luôn. Và nó gấp 10, gấp 20 lần so với cách đây khoảng tầm 2-3 năm trước. Thì các anh chị biết là nó cần phải có cái khoảng thời gian tính bằng năm thì nó sẽ được gọi là những cái kinh doanh bền vững và kinh doanh lâu năm. Nên các anh chị làm gì thì làm, không cần biết. Các anh chị có thể kiếm cái cây ngắn ngày các anh chị ở đâu cũng được. Nhưng ở đây hiện tại là chúng ta có cả hai. Chúng ta có cả hai, chúng ta có thể bán hàng để kiếm thêm thu nhập hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần. Và chúng ta có kinh doanh bằng năm, chúng ta xây dựng cộng đồng kinh doanh lâu năm và chúng ta sẽ tạo ra được nguồn thu nhập đến từ cái cộng đồng đó. Ok không các anh chị? Đúng rồi, mình lấy ngắn nuôi dài các anh chị ha. Rồi, vậy thì ở đây các anh chị, Robby có thể mang đến cho các anh chị những gì khi mà các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Thằng chia sẻ với các anh chị là trong cái cuộc đời của mình á, nó sẽ có rất là nhiều những cái, có rất là nhiều những cái lĩnh vực, những cái mảng, những cái phần mà chúng ta cần phải phát triển. Ví dụ như là chúng ta hay quan tâm đến, ở trong đây chúng ta hay thường thường quan tâm đến sức khỏe đúng không,
chúng ta hay quan tâm đến mối quan hệ, chúng ta hay quan đến tài chính hoặc sự nghiệp là chính. Đó là những cái mà thường thường các chị sẽ tập trung chính, là sức khỏe này, mối quan hệ này, tài chính hoặc là sự nghiệp, đúng không? Đó là bốn cái mà chắc chắn là ai ai cũng sẽ nghĩ là ra đầu tiên, là ok, cuộc đời của tôi sẽ tập trung vào sức khỏe, tôi sẽ tập trung vào xây dựng mối quan hệ để tạo ra một cái sự nghiệp tốt và có tiền để có thể lo cho gia đình của mình. Thì đây là những cái mà các anh chị thường thường các anh chị sẽ hay đặt cái mục tiêu. Tuy nhiên á, các anh chị biết không ạ, là cái để mà chúng ta có thể có được cái sức khỏe thì cái mảng tâm linh của chúng ta nó phải tốt, tức là cái tâm linh ở bên trong á, nó phải thực sự là ổn định. À, đúng không? Cái tinh thần các anh chị phải thực sự ổn định thì cái sức khỏe của các anh chị nó mới phát triển tốt được, đúng không ạ? Rồi ví dụ như các anh chị muốn có mối quan hệ tốt và có sự nghiệp tài chính tốt thì cái việc mà các anh chị phát triển bản thân là cái điều cốt lõi, các anh chị đúng không ạ? Cho nên là nếu như ở đây cái cuộc đời các anh chị, đây là một cái bánh xe cuộc đời các anh chị, và nếu như mà các anh chị mình muốn xây dựng một cái cuộc sống nó cân bằng và các anh chị có một cái mọi thứ của các anh chị nó hoàn chỉnh và thực sự là tốt, thì các anh chị mình sẽ đặt cái mục tiêu là mình sẽ có những cái sự phát triển về toàn diện. Một cái người thành công mà họ có rất nhiều tiền nhưng mà tiền đó nó đến từ những cái gọi là cái việc làm mà nó gọi là mất đi cái gọi là phạm pháp, các anh chị nó sẽ mất đi cái về đạo đức, về những cái nhân văn, thì lúc này thì chắc chắn những cái sự thành công nó sẽ tạo ra một cái hệ quả về lâu về dài, tức là người ta gọi là luật nhân quả các anh chị, đúng không ạ? Nên là nếu như mà mình làm cái gì, mình kinh doanh cái gì mà nó tà đạo hoặc là nó không có mang đến giá trị cho xã hội, nó không có phát triển từ cái cốt lõi mà nó là may mắn để mình có thể thành công được. Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ có mua nhà mua xe nhưng mà các chị không biết là họ làm gì đằng sau, đúng không ạ? À, thì nó có thể là gì, may mắn mà thành công thì sớm muộn thì cũng sẽ thất bại. À, thành công mới đến sớm quá các anh chị, hoặc là gì các anh chị, hoặc là những cái người mà người ta làm ăn mà bất chính đó các anh chị, người ta giàu rất là nhanh. Nhiều khi các anh chị thấy người ta giàu thì các anh chị thấy được cái bề nổi thôi, nhưng mà các anh chị không biết là ở đằng sau người ta làm cái gì. À, người ta có thể làm những cái điều mà rất là tồi tệ luôn các anh chị. Hằng Hằng trước đây là ba của Hằng từng kinh doanh nên là Hằng biết được cái chuyện đó, tức là có rất là nhiều người họ sẵn sàng đạp đổ miếng cơm manh áo của người khác để mà họ có thể giàu các anh chị. À, trong kinh doanh nó là thương trường, nó là chiến trường các anh chị, và Hằng Hằng biết được cái điều đó. Ngay cả ba Hằng là người đi kinh doanh và bị chơi xấu bởi chính cái người mình thân thiết nhất luôn các anh chị, những cái người chơi, những cái người gọi là họ hàng bà con hoặc thậm chí là bạn thân luôn, là chơi mình trong lĩnh vực kinh doanh luôn các anh chị. Nên là đây là đôi khi là mình làm giàu nhưng mà mình lại đạp đổ miếng cơm manh áo của người khác, rồi chưa kể là mình còn có thể là làm những cái điều bất chính, đúng không ạ, tạo ra những cái giá trị tồi tệ cho xã hội và họ kiếm rất nhiều tiền các anh chị, và những cái tiền đó nó thực sự nó rất là vô nghĩa, rất là vô nghĩa, và về lâu về dài thì nó sẽ có một cái luật nhân quả. Thì đối với Hằng á, cái việc mà mình phát triển toàn diện các anh chị là những người thành công mà Hằng rất là nể, ví dụ như thầy Phạm Thành Long. Hằng mặc dù Hằng không học các anh chị nhưng mà Hằng, tức là Hằng cũng chỉ học sơ sơ thôi chứ Hằng học để tham khảo thêm, mà Hằng học rất là nhiều người. À, nhưng mà Hằng quan sát về cái cuộc sống của những cái người mà họ thành công á, thì có những người họ tập trung, họ phát triển về tâm linh, họ phát triển về năng lực cá nhân của họ, họ phát triển về sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, rồi họ dành thời gian để họ có thể là xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp và chất lượng, thì tức là họ trọn vẹn dành cho gia đình, cho bản thân, cho cái bên trong cái cốt lõi của mình, đó là sự phát triển về bản thân toàn diện các anh chị. Phát triển về sự nghiệp, về tài chính, về tâm linh, về bản thân, về năng lực, về sức khỏe, tức là đó là cái mục tiêu mình sẽ hướng đến, là các anh chị mình sẽ phát triển toàn diện, đúng không ạ? Vậy thì ở đây các anh chị mình, ở đây Hằng có một cái câu chuyện mà chia sẻ với các anh chị về cái cấp số nhân. Thì nếu như mà các anh chị biết về cái câu chuyện Hồ Bèo á, thì các anh chị sẽ không không có trả lời câu hỏi của Hằng nha. Nếu mà các anh chị mình chưa biết cái câu chuyện Hồ Bèo thì các anh chị mình sẽ trả lời, còn anh chị nào biết rồi thì mình đừng có trả lời các anh chị nhé. Thì Hằng đố các anh chị là trong một cái hồ bèo, các anh chị thì trong một cái hồ bèo, đúng không, thì một cái các anh chị biết một cái lá bèo ở ở miền Tây, hình như ở miền Tây là hơi nhiều đúng không, như ở quê Hằng thì chưa bao giờ Hằng thấy hồ bèo là gì hết các anh chị, chưa bao giờ thấy cái lá bèo hết luôn á. Và của Hằng cũng không có quê luôn, Hằng không có biết về quê hương nhiều lắm, tại vì mình sinh ra ở thành phố. Nhưng mà Hằng được nghe câu chuyện Hồ Bèo các anh chị, tức là
lá bèo này nè, thì nó là có một cái đặc tính, đó là cứ khoảng tầm 5 phút là nó có thể là sinh ra một cái lá bèo mới, lá bèo thứ hai, đúng không? Thì trong cái hồ đó thì sau một cái thời gian á, thì là trong khoảng tầm độ là một ngày, trong trong khoảng tầm là 1 tiếng đi, thì là cái hồ bèo này nó đã có thể là nhân rộng ra khoảng tầm nửa hồ. Và thì đố các anh chị biết là không khoảng tầm bao nhiêu thời gian thì cái hồ bèo này nó sẽ đầy. Cứ khoảng tầm độ là một thời gian thì nó sẽ nhân ra một cái lá bèo, đúng không? Tức là khoảng tầm độ là 1 tiếng nó sẽ nhân ra một cái lá bèo. Và thì theo các anh chị á, là bao nhiêu lâu nó sẽ tạo ra được một cái hồ bèo tràn đầy, hồ bèo tràn đầy những cái lá bèo? Các anh chị chắc cái này ai cũng biết rồi các anh chị ha. Cái này hẳn đố cho vui thôi, chứ các anh, những chị mới, các anh chị chưa biết thì các anh chị có thể comment lên mà cũng chắc. Còn anh chị nào mà đã biết rồi thì chắc là không phải comment nữa, đúng không? Cái câu chuyện này là cái câu chuyện muôn thuở là ai cũng biết rồi, đúng không? Nếu như một trong đấy, chị không, chị nghe không? 2 tuần là nó lan ra phủ kín cả mặt ao, đúng không các anh chị? Nếu như mà cứ cứ theo một cái gọi là một cái hệ sinh thái hồ bèo, đúng không, thì cứ theo đúng một cái thời gian là nó sẽ nhân ra một cái lá bèo. Ví dụ như từ một cái lá bèo sau khoảng tầm độ 1 ngày thì nó có thể nhân ra một cái lá bèo thứ hai, thì sau đó ngày tiếp theo nó sẽ nhân ra 4 cái lá bèo. Thì đố các anh chị là sau bao nhiêu lâu thì nó có thể nhân ra full một hồ bèo, đầy đủ hết một hồ bèo các anh chị, thì nó đầy đủ, nó đầy hết cả hồ bèo của mình, thì là bao nhiêu lâu thời gian các anh chị? Ví dụ như ở đây phải không, là 1 tuần thì nó có thể là full nửa hồ bèo, thì bao nhiêu lâu nó có thể full được cả một cái hồ bèo? Chắc chắn là các anh chị sẽ nghĩ rằng là nó sẽ khoảng tầm độ 1 tuần, đúng không? Các anh chị nghĩ nó sẽ là khoảng 1 tuần thì nó có thể là nhân đôi được cái hồ bèo này, đúng không các anh chị? 1 tuần hoặc là 2 tuần thì nó có thể là phủ kín luôn cả cái mặt ao luôn các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà cái thực tế các anh chị, thực tế nếu như các anh chị mất 1 tuần để các anh chị có thể phun nửa cái hồ bèo thì không cần đến ngày thứ hai, mà chỉ cần 5 phút sau các anh chị, 5 phút sau thôi là cả cái hồ bèo này nó sẽ được nhân ra thành phun một cái hồ bèo luôn. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì đó là cái cấp số nhân các anh chị, đó là cái sức mạnh của cấp số nhân. Nên nếu như các anh chị biết về cái câu chuyện hồ bèo và các anh chị hiểu về cái cấp số nhân, thì các anh chị sẽ thấy là cái việc mình xây dựng cộng đồng đó, nó sẽ cực kỳ là đặc biệt, và nó sẽ cực kỳ là mạnh mẽ luôn các anh chị. Mà nếu như các anh chị hiểu rõ về cái này và các anh chị ứng dụng nó vào trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình thì nó sẽ rất là hiệu quả các anh chị, nó sẽ rất là hiệu quả và nó sẽ bùng nổ một cách là khủng khiếp mà các anh chị không thể bao giờ các anh chị tưởng tượng được. Và chính bản thân Hằng là người nhận ra được cái sức mạnh cấp số nhân này ngay trong cái năm thứ ba và năm thứ tư, và Hằng đã nhận ra được cái điều này các anh chị. Các anh chị biết cái doanh thu 1 tháng của Hằng nó tới là 60 tỷ các anh chị. Doanh thu 1 tháng của Hằng là tới 60 tỷ doanh thu 1 tháng. Các anh chị thấy dữ dằn không ạ? Một mình cá nhân mình làm sao mà các anh chị có thể nghĩ là có tới một cái giai đoạn mà các anh chị xây dựng được cái thu nhập hay một cái doanh thu mà nó lên tới 60 tỷ. 60 tỷ 1 tháng các anh chị. 60 tỷ 1 tháng, vị chi là 1 năm như vậy các anh chị có 6.000 tỷ, đúng không? 6.000 tỷ doanh thu. Mà Hằng các chị có thấy Hằng có giống một cái doanh nghiệp 6.000 tỷ không? Không. Doanh nghiệp 6.000 tỷ là bây giờ người ta đâu đâu có ngồi đây nữa. Người ta phải đi là ra ngoài tiếp khách, ra ngoài rồi lo chạy vạy chật vật đủ thứ kiểu trên đời các kiểu, bận rộn lắm các anh chị. Ngày xưa ba Hằng có một cái doanh nghiệp nho nhỏ thôi, tư nhân thôi, mà làm cực muốn chết luôn các anh chị, làm từ sáng đến tối, làm rất là vất vả. Nhưng mà nếu như mà các anh chị hiểu rõ về quy luật cấp số nhân thì các anh chị sẽ thấy là gì, là mình sẽ có được cái kết quả nó rất là mạnh mẽ. Nếu như mà ở đây Hằng sẽ ví dụ cho các anh chị thấy ha. Ví dụ như ở cái tầng đầu tiên á các anh chị, ví dụ như bước đầu ha, các anh chị chỉ có mình thôi là con số 1 ở đây. Thứ hai là ví dụ như Hằng, các anh chị có thể là ngày mai các anh chị có chia sẻ cho một người và họ sẽ mua hàng các anh chị, hoặc sẽ họ sẽ kinh doanh với các anh chị, là người thứ hai. Nếu như mà các anh chị mình là ngày hôm sau nữa, các anh chị nhân 2 lên, tức là 2 người, thì mỗi người sẽ nhân 4 lên các anh chị. Tức là ví dụ như các anh chị có 2 người thì mỗi người sẽ chia sẻ thêm một khách hàng hoặc là chia sẻ thêm một đối tác nữa,
thì chúng ta sẽ có tầng nhân 2 là chúng ta sẽ là trở thành 4, đúng không? Và nếu như mà chúng ta có 4 người thì chúng ta sẽ nhân đôi, cứ thế nhân đôi lên các anh chị. 1 nhân chia sẻ 2 là thành 2. 2 chia sẻ thêm 2 nữa là thành 4. Nhân 2 lên thành 4. Và nếu 4 chia sẻ thêm 2 nữa thành 8 các anh chị. Đúng không? Mỗi người chỉ cần chia sẻ thêm 1 người nữa thôi là chúng ta sẽ có 8. Và mỗi người chỉ thể thêm 1 người chúng ta sẽ có 16 các anh chị, và 32, 64 và 128. Nếu như mà các anh chị mỗi người chia sẻ 2 người, mỗi người chia sẻ 3 người á, đúng không? Mỗi người chia sẻ cho 3 khách hàng hoặc là chia sẻ cho 3 đối tác mới thì chúng ta sẽ có 9 người trong cái cộng đồng của chúng ta. Và cứ thế nhân 3 nhân 3 lên, chúng ta sẽ cuối cùng chúng ta sẽ có 2187 người trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả khách hàng và đối tác kinh doanh, đúng không ạ? Và nếu như mà các anh chị nhân 5, tức là mỗi ngày, mỗi tháng như vậy, hoặc là mỗi người chúng ta có mục tiêu là chúng ta sẽ xây dựng được 5 đối tác hoặc là 5 khách hàng, thì từ đó chúng ta sẽ có được, cứ nhân 5 lên thì chúng ta sẽ có là 78.125 người trong cộng đồng của mình. Hiện tại cộng đồng của Hằng nó đã ở khoảng tầm này các anh chị, nhân 4 hoặc nhân 5 Hằng không rõ lắm, nhưng mà đại loại nó có vài chục nghìn người trong cộng đồng của Hằng rồi. Thì các anh chị biết là để mà có được cái doanh thu 60 tỷ nó không phải là cái, nó không phải là một sớm một chiều mình có thể xây dựng được, mà nó cần phải có thời gian, nó cần phải có thời gian, và nó cần phải có một cái độ gọi là độ dày và độ dài, độ dày về kinh nghiệm, độ dày về trải nghiệm, cũng như là độ dài về thời gian các anh chị nhé, thì mình mới có được cái kết quả này, chứ không phải là đùng đùng một phát mà chúng ta có thể có được trong năm đầu tiên. Mà nhiều anh chị mới kinh doanh, các anh chị cứ thấy là khoảng tầm độ 1 tháng 2 tháng chưa kết quả là các anh chị nản, các anh chị rất nhanh nản và các anh chị rất nhanh là từ bỏ cuộc luôn các anh chị. Nhưng mà các anh chị không biết là nếu như mà mình không có tập trung vào cái, mình không hiểu được cái sức mạnh cấp số nhân và nó sẽ là thời gian lâu dài, thì chúng ta sẽ không có động lực để chúng ta tiếp tục cái kinh doanh này nữa, đúng không ạ? Nên là về lâu về dài nó sẽ là cấp số nhân các anh chị, nó sẽ là cấp số nhân. Nếu các anh chị hiểu rõ cái này và các anh chị biết rằng là kinh doanh chúng ta đang dựa trên xây dựng cấp số nhân, thì lúc này các anh chị mình sẽ tạo ra được một cộng đồng rất là lớn luôn. Hằng ví dụ cho các anh chị ở đây ha. Hằng ví dụ cho các anh chị một ở đây một cái ví dụ như thế này. Đó là bình thường á, các anh chị có một cái cửa hàng với 20 nhân viên. Được chưa? Với 20 nhân viên thì 20 nhân viên này sẽ tạo ra ngồi đào tạo ngồi các anh chị đào tạo cho nhân viên là tư vấn cho khách hàng, và nó sẽ tạo được khoảng 500 cái khách hàng cho các anh chị, cho doanh nghiệp của mình. Thì nào các anh chị đã chi phí lương, chi phí vận hành, chi phí marketing, chi phí chăm sóc, chi phí khuyến mãi, rồi kho bãi, rồi các kiểu con đà điểu, đúng không? Thì lợi nhuận các anh chị cho lên tới 50% luôn đi. Thì các anh chị có doanh số khoảng tầm 500 triệu các anh chị. 500 khách hàng doanh số 2 triệu, một khách hàng doanh số 2 triệu thì chúng ta có thể có được doanh số là 1 tỷ. Thì cái lợi nhuận của các anh chị khoảng tầm là 40%, 50% thì nó là 500 triệu. Lợi nhuận đúng không? Lợi nhuận nghe có vẻ cao đó, nhưng trừ hết tất cả các chi phí này ra thì chắc chắn nó đâu đó còn khoảng tầm vài chục triệu thôi các anh chị. Các anh chị bị sốc đúng không? Hằng đã từng như vậy rồi. Hằng đã từng mở doanh nghiệp và Hằng đã từng biết, và Hằng không phải là 20 nhân viên mà là 200 nhân viên các anh chị. Hằng đã từng mở một công ty với 200 nhân sự, và các anh chị biết là tất cả mọi cái chi phí ban đầu của mình nó rất nhiều các anh chị. Nó cực kỳ nhiều luôn. Để mà các anh chị tạo được cái doanh thu này, các anh chị phải chi ra rất nhiều thứ, chi phí. Và khi mình có cái lợi nhuận đủ, mình trừ hết chi phí là mình ngất hết luôn các anh chị. Mình hết sạch sành sanh luôn, mình không còn đồng nào hết. Cho nên là các anh chị nhiều khi mình kinh doanh đó, mình sẽ thấy là kinh doanh truyền thống rất là rủi ro. Về cái phần chi phí nó rất, mình không kiểm soát tốt là nó sẽ bị là âm, và thậm chí là đến mức là phá sản, có nhiều người là phá sản luôn các anh chị. Đúng không ạ? Và nhưng mà đối với kinh doanh online truyền thống, kinh doanh online cộng đồng 1.000 đối tác các anh chị, online đối với cộng đồng của Robby, thì các anh chị sẽ sở hữu được rất là nhiều mà chúng ta sẽ không cần tốn chi phí về lương, nhân sự và vận hành. Ví dụ như là các anh chị sở hữu được một cộng đồng 1.000 đối tác đi, đúng không? 1.000 đối tác thì hàng ví dụ cho các anh chị thôi, mỗi đối tác đó có 20 khách hàng, thì có phải là các anh chị đã sở hữu cho đâu đó cho mình được 20.000 khách hàng? Với 20.000 khách hàng này, chúng ta sẽ không tốn bất kỳ một cái chi phí gì hết các anh chị. Chỉ có mất thời gian thôi, mất thời gian chăm sóc một tí, mất thời gian là tư vấn một xí, mất thời gian là hỗ trợ cho đối tác kinh doanh, mất thời gian là hỗ trợ cho khách hàng của mình. Thì mình chỉ mất thời gian một tí xíu thôi, mình chẳng mất chi phí gì cả các anh chị. Thấy hàng cả một tháng chả chi phí gì cả hết các anh chị. Chẳng chi phí gì hết, chi phí sinh hoạt cho mình thôi, uống dinh dưỡng rồi ăn uống các kiểu cho nó sức khỏe tốt thôi, chứ còn ngoài ra chẳng có chi phí nào khác nữa hết. Và các anh chị biết là
là cái doanh số mà Hằng tạo ra nó không phải là 10 tỷ mà là 60 tỷ, là các anh chị biết nó đến từ đâu rồi đúng không ạ? Cộng đồng của khách hàng của các anh chị chỉ cần đâu đó khoảng tầm 20.000. 20.000 khách hàng trong suốt cái quãng đường 5 năm kinh doanh của các anh chị xây dựng cho Hằng được 20.000 khách hàng. Và mỗi khách hàng chỉ cần là sử dụng 500.000 thôi thì các anh chị có 10 tỷ doanh thu. Và chỉ cần các anh chị hưởng 1%, không cần 50%, chỉ cần hưởng 1% thôi, mình sẽ có 100 triệu lợi nhuận các anh chị. Mình sẽ có 100 triệu lợi nhuận. Và cái lợi nhuận này nó như Hằng nói ban đầu, nó là đến từ tài sản, nó đến từ dòng tiền. Và 100 triệu này nó là dòng tiền, và cứ khách hàng sử dụng sản phẩm thì các anh chị có lợi nhuận 1%. Các anh chị hình dung mà. Cho nên ở đây á, là mình cần phải hiểu về cái sức mạnh của một cộng đồng lâu dài. Ở đây chúng ta có cộng đồng khách hàng, cộng đồng kinh doanh. Thì với một cái cộng đồng như vậy á, các anh chị chỉ cần hình dung là thịt cá trứng sữa rồi tất cả mọi thứ, dầu gội sữa tắm nước rửa chén nước lau nhà. Và sau này Robby sẽ về rất là nhiều sản phẩm. Và mỗi người như vậy chỉ cần là gì? Mỗi khách hàng của các anh chị chỉ cần họ họ có cái app, có customer là app cho khách hàng. Họ tiêu dùng mỗi tháng thôi. Sương sương đi chợ đi siêu thị đúng không? Đâu đó khoảng tầm 500 nghìn thôi. Thì các anh chị sẽ có là 10 tỷ doanh số rồi. Và chỉ cần các anh chị có được cái này thôi các anh chị. Các anh chị hiểu về cái cộng đồng. Mình không phải là mình kinh doanh chỉ mỗi cái máy massage hoặc là chỉ mỗi cái máy lọc nước, hay là mình kinh doanh bất động sản. Bất động sản thì có người mua được, có người không mua được, đúng không? Tại vì nó đắt quá, nó giá trị cao quá, và nó chỉ dành cho một cái tệp khách hàng nào đó thôi. Nhưng với cái sản phẩm tiêu dùng của mình, tại sao Robby đánh vào cái sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, hàng tiêu dùng? Bởi vì sao? Bởi vì nó thiết thực. Cho dù chiến tranh xảy ra, hay cho dù là gì các anh chị, cho dù là suy thoái kinh tế như là gì Covid hay là bất kỳ một cái biến cố gì đó, thì chúng ta vẫn phải gội đầu, chúng ta phải vẫn phải tắm, chúng ta vẫn phải ăn cơm, chúng ta vẫn phải gì là đánh răng rửa mặt, đúng không? Thì đó là cái sản phẩm tiêu dùng các anh chị. Con các anh chị vẫn phải có sữa để uống, đúng không? Vậy thì ở đây nó là sản phẩm tiêu dùng. Và nếu giả sử như các anh chị mình chỉ cần sở hữu 1% trong số đó thôi, 1% lợi nhuận thôi, là các anh chị đã có một cái tài sản, và một cái tài sản nó sẽ tạo ra cái dòng tiền cho mình. Và cái dòng tiền này nó sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập về lâu về dài cho các anh chị, và nó sẽ rất là vững các anh chị. Đây là một trong 11 cách làm giàu do Robert Kiyosaki có nói với các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị đọc sách tập 2 của Robert Kiyosaki dạy con làm giàu, được chưa? Đọc tập 2 về kim tứ đồ thì các anh chị sẽ hiểu được đây là một trong 11 cách làm giàu. Đó là các anh chị sẽ xây dựng một cái cộng đồng lâu dài. Cho nên đối với Hằng, các chị có thể có nhiều nguồn thu nhập, nhiều tài sản khác nhau, đến từ cho thuê, đến từ chứng khoán, bất động sản gì đó. Nhưng mà đây là một kênh để các chị có thể tạo được cái nguồn dòng tiền cho mình, tạo một cái tài sản mà chính là cái cộng đồng của các anh chị. Và ở Robby mình có thể cho các chị tạo được một cộng đồng khách hàng lâu dài như vậy, được chưa? Và các chị biết rồi đó, đây đây là một cái hình ảnh mà sau này các chị sẽ hình dung được như vậy, được chưa? Bây giờ Amazon nó là như vậy rồi các anh chị, thì sau này Robby cũng sẽ như vậy. Thì các chị sẽ có một cái cộng đồng khách hàng, và ở trong đó nó bán rất nhiều thứ, dầu ăn rồi gia vị rồi nước mắm rồi nước tương rồi đường mắm muối, thịt cá trứng sữa, tất cả mọi thứ, những cái hàng tiêu dùng gia đình của mình thì Robby sẽ phân phối hết các anh chị. Đó là mục tiêu của Robby trong tương lai, mục tiêu của Robby trong tương lai. Cho nên tất cả những cái người khách hàng nào của mình á, mình phải giữ cái thật chặt các anh chị, giữ thật chặt, và mình tập trung trong vòng nhiều năm mình sẽ xây dựng cái cộng đồng kinh doanh. Từ cộng đồng kinh doanh đó nó sẽ xây dựng ra cộng đồng khách hàng. Và từ khách hàng đó của mình họ sẽ mua rất là nhiều sản phẩm. Mỗi tháng chỉ cần một gia đình mua 500 nghìn thôi, không cần nhiều. Mua một cái dầu gội, mua một cái sữa tắm, mua một chai nước giặt, mua một cái gì đó thôi các anh chị. Thậm chí là họ chỉ ăn uống bình thường thôi, mua chai nước ép hoặc là mua một lon sữa cho con thôi. Thì chỉ cần mỗi gia đình mua khoảng 500 nghìn thôi các anh chị. Là các anh chị biết là cái sức mạnh của cái cộng đồng đó nó sẽ tạo ra các anh chị doanh thu đến hàng chục tỷ. Hàng chục tỷ giống như Hằng bây giờ này. Đến năm thứ ba doanh số của Hằng nó lên 60 tỷ các anh chị. Năm thứ nhất đó, doanh số của Hằng nó chỉ có 20 triệu thôi. 20 triệu đến 200 triệu. 200 triệu lúc đó Hằng tuyển một vài cái bạn sale làm với Hằng. Thì bán hàng tập trung cứ nguyên cái dạng nó bán hàng liên tục các anh chị. Nhưng mà bán hàng xong rồi nó lên 200 triệu. Rồi cao nhất nó lên 2 tỷ xong nó lại tụt lại các anh chị. Nhưng mà về lâu về dài khi mà mình xây dựng một cộng đồng lâu dài á, nó sẽ tạo ra cho mình được một cái doanh thu khoảng tầm là lên năm thứ ba các anh chị. Năm thứ ba các anh chị mới thấy được cái điều này nha. Các anh chị làm năm thứ nhất, năm thứ hai nó chưa có kết quả đâu. Đây là Hằng khuyên nha các anh chị ha. Năm thứ nhất, năm thứ hai nó chưa có kết quả mạnh. Nó chỉ kiếm được lai rai đủ ăn thôi. Nhưng mà đến năm thứ ba và năm thứ tư, nó sẽ bùng nổ một cách khủng khiếp mà các anh chị không thể tưởng tượng được luôn các anh chị.
không thể tưởng tượng được luôn. Giống như cái hồ bèo vậy đó, giống như câu chuyện hồ bèo vậy đó các anh chị, đôi khi nó mất cả một tháng, nó mất cả một tuần để nó có thể đầy được nửa cái hồ bèo, nhưng mà chỉ cần 5 phút xong là nó sẽ đầy nguyên một cái hồ. Các anh chị hiểu không ạ? Nên là ở đây là đó là cấp số nhân, câu chuyện đó là cấp số nhân. Nên nếu như các anh chị mình cứ kiên trì mình xây dựng cộng đồng kinh doanh, cộng đồng đối tác, cộng đồng khách hàng của mình, thì là các anh chị mình sẽ tạo ra được một cái gì các anh chị? Nó sẽ tạo được một cái cộng đồng rất là lớn mạnh, và nó cứ thế cấp số nhân lên, cấp số nhân lên, cấp số nhân lên liên tục các anh chị. Và lúc này mình chỉ cần là gì? Robby chỉ cần thảy một vài cái sản phẩm, anh Sơn anh nói hàng câu như này này các anh chị. Đây là người thuyền trưởng của mình, người lãnh đạo của Robby. Bây giờ người ta họ 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 là họ hiểu nhất về định hướng của Robby. Bây giờ họ nói mình sao thì mình cứ làm y chang như vậy thôi các anh chị, đúng không? Thì anh Sơn nói với em một câu như này: em cứ đi xây dựng cộng đồng cho anh. Người nào trong năm, trong khoảng tầm 2-3 năm tới mà có được cái cộng đồng lớn thật sự, đặc biệt là những người trực tiếp, thì các anh chị sẽ có được cái kết quả kinh, các anh chị sẽ không tưởng tượng được với cái thu nhập mà các anh chị sẽ có. Anh Sơn anh nói với hàng như vậy các anh chị, tức là em cứ xây dựng cộng đồng nhiều cho anh, em cứ tập trung xây dựng cộng đồng nha anh, và chắc chắn là em sẽ thành công, đảm bảo với em luôn. Bởi vì Robby sau này sẽ là một cái doanh nghiệp sẽ có rất nhiều cái sản phẩm trên sàn của Robby, trên kệ Robby, tại vì mục tiêu của Robby hiện tại sẽ là lên sàn thương mại điện tử các anh chị. Sàn thương mại điện tử là phải đủ rất nhiều sản phẩm, hiện tại mới là trang thôi, trang bởi vì nó chưa có đủ cái sản lượng, số lượng đầu hành hàng sản phẩm, cho nên nó mới ở cái mức độ là trang thương mại điện tử thôi. Còn sau này mà Robby sẽ về là rất nhiều sản phẩm, hàng triệu triệu sản phẩm, hàng triệu triệu nhãn hàng, thì như vậy các anh chị sẽ tưởng tượng đi, các anh chị sở hữu một cộng đồng khách hàng, hay là tới lúc đó các anh chị, khách hàng của các anh chị họ qua một cái người khác, họ làm với một người khác và họ mua của một người khác à, thì lúc này các anh chị không có tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động cho mình, hình dung mà. Nên là đây là một cái cơ hội cho các anh chị hiểu rất rõ, được chưa, hiểu rất rõ về cái xây dựng cộng đồng, và các anh chị sẽ có được cái kết quả rất là tốt. Và nếu như mà các anh chị mình là cái người mà cho thông tin đó các anh chị, à mình người cho thông tin đúng không, bây giờ hiện tại mình phải đi chia sẻ với khách hàng, mình bán từng cái kem chống nắng như thế này. Ngày xưa Hằng cũng từng bán cái kem chống nắng như là Nacos, ngày xưa bán nắng Nacos là nó khoảng tầm 530.000 một chai. Hằng bán từng cái kem này và Hằng livestream từng cái sản phẩm để Hằng bán, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì không phải làm cái điều đó nữa rồi, nhưng mà ngày xưa Hằng phải đi livestream từng nhà, livestream từng ngày, livestream từng cái Facebook, rồi sau đó là chỉ chạy quảng cáo, rồi đi gặp từng khách hàng để bán thoa thoa két két cái mỹ phẩm lên mặt của khách, để mà tư vấn, để mà chốt sale các anh chị. Tức là ngày xưa Hằng đã từng làm giống như các anh chị, kiếm chỉ có vài 3 triệu một tháng thôi, nhưng mà làm một cách rất là nhiệt tình, nhiệt huyết luôn các anh chị, và làm những cái việc nhỏ nhặt nhất à, nhưng mà các chị biết là để mình có thể xây dựng cộng đồng lâu dài như vậy, chúng ta phải làm từng bước nhỏ. Người ta nói là gì à, có thể là mình sẽ think big và mình start small, tức là mình có thể nghĩ rất là lớn nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhặt nhất à, như là bán từng cái sản phẩm, chia sẻ từng cho khách hàng, rồi chia sẻ từng đối tác kinh doanh. Ví dụ như ngày hôm nay các anh chị, Hằng nói sau cái buổi ngày hôm nay á, các anh chị về nhà đi, Hằng nói thật là có rất nhiều anh chị ở đây đi tuyển đối tác, đi xây dựng, tức là các anh chị là trở thành đối tác chính thức đó, các anh chị có một cái đặc quyền, đó là các anh chị có thể có một cái link affiliate, và cái link đó các anh chị có thể share cho những anh chị là cộng tác viên à, hoặc là những cái người đối tác muốn kinh doanh online, được chưa? Chúng ta sẽ có một cái đặc quyền là chúng ta có được cái link affiliate, link chia sẻ kinh doanh, và các anh chị sẽ share cái link đó cho rất là nhiều cái người đối tác của các anh chị muốn kinh doanh. Ví dụ như bây giờ các anh chị có một cái tệp khách hàng hiện tại, ví dụ như đang có bạn bè mối quan hệ gì đó, các anh chị rải hết cho Hằng được không? Các anh chị rải hết đi, các anh chị nói rằng là tôi đang kinh doanh online với thương mại, trang thương mại điện tử Robby, và bây giờ nó có những cái sản phẩm như thế này này, bạn muốn kiếm thêm thu nhập không? Rồi các anh chị, Hằng nói thật luôn, chia sẻ kinh doanh với kinh doanh Robby nó rất dễ, nó rất dễ luôn, đặc biệt là mấy người quen của mình. Không biết tại sao mà các anh chị cứ thấy khó, nhưng mà Hằng đi đâu Hằng cũng tự hào. Hằng cầm cái Robby, Hằng cầm cái app Robby của Hằng á, Hằng mở lên một phát, Hằng demo, Hằng hướng dẫn cho họ là ngay lập tức 5 phút sau là Hằng chốt ngay luôn các anh chị. Hằng chốt đăng ký luôn, ít nhất họ sẽ là cộng tác viên của Hằng các anh chị. Biết vì sao không ạ? À? Bởi vì nó quá hay, cái mô hình này nó quá hay các anh chị. Đây là một cái cơ hội làm thêm cho bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và các anh chị, nếu như bây giờ các anh chị không tạo tài khoản cho họ thì sao ạ? À? Rất nhiều anh chị đang gặp cái trường hợp như vậy đúng không? À, tức là người quen của mình đang đăng ký kinh doanh online trên cái
cái tài khoản của một người khác. Có phải như thế không ạ? Bây giờ Robby chạy quảng cáo tràn lan, có phải là người quen các anh chị, họ chỉ cần lên trên mạng, họ kiếm là gì? Kinh doanh online ít vốn, một phát một thôi, sẽ ngay lập tức Robby sẽ chạy quảng cáo đến cái người đó. Và người đó họ sẽ đăng ký nhấp thông tin và tìm hiểu về kinh doanh với Robby. Lúc này cái data đó nó sẽ được nhảy về một tài khoản khác, có thể là về Hằng hoặc có thể là về bất kỳ một anh chị nào đó trong đây, đúng không? Thì lúc này Hằng tạo tài khoản cho người đó thì coi như các chị mất đi cái người mối quan hệ của mình luôn. Các anh chị thấy nó rất là uổng phí. Mình đâu có phải làm gì đâu, mình có mất cái gì không các anh chị? Không có mất gì cả, mình đâu có mất tiền đâu, mình chỉ cần là gì, chia sẻ. Vậy mà nhiều anh chị cũng không dám chia sẻ, các anh chị cũng không dám chia sẻ. Nhiệm vụ các anh chị chỉ cần là gì? Cho bà con họ hàng biết, cho tất cả mọi người trên thế giới này biết tôi đang kinh doanh Robby. Anh có nhu cầu mua sữa cho con, anh nói tôi sẽ bán cho anh sữa của cho con anh uống. Đó, sữa đây sữa nhập khẩu tốt như thế nào? Thì họ là khách hàng của các anh chị nếu họ có nhu cầu về sản phẩm. Còn nếu như họ không có nhu cầu về sản phẩm thì mình chuyển họ sang nhu cầu về kinh doanh. Anh có muốn kiếm thêm thu nhập không? Ồ dạo này khó khăn quá em ơi, dạo này đâu có tiền mua sản phẩm, đâu có tiền mua mỹ phẩm đâu. Vậy chị có muốn kiếm thêm thu nhập không? Em chỉ cho chị một cách, chị có thể kiếm thêm thu nhập. Em chỉ cho chị rồi mở cái app ra, demo, share cái đường link 1 phút 30 giây, mở tài khoản luôn. Các anh chị hình dung không? 599.000 các anh chị có thể là gì, cân nhắc gì đó để các anh chị có thể là mở tài khoản cho họ, hình dung không ạ? Nên là đối với mối quan hệ chúng ta phải nhanh chóng, chúng ta hốt hết đi các anh chị, đừng có để họ lang thang. Họ lang thang là họ mất đấy các anh chị, lang thang là các anh chị mất họ đấy. Cho nên là gì, cố gắng là tạo tài khoản cho tất cả những bạn bè, người quen, mối quan hệ của mình, được chưa? Những ai muốn kinh doanh là mình tạo hết đi các anh chị, tạo hết đi. Ít nhất họ làm cộng tác viên cũng được các anh chị, được không ạ? Ngay sau ngày hôm nay về mình like lên mạng, mình bật cái livestream là mình nói về kinh doanh Robby liền. Mình ngay lập tức là mình giờ đăng bài tuyển đối tác kinh doanh liền. Mình ngay lập tức là mình share cái nguồn thu nhập thứ hai cho họ liền. Mình ngay lập tức mình ra đường ngay giờ mình gặp ai, bất kỳ một ai mình nói liền các anh chị, để kẻo cái bà hàng xóm bà lên trên mạng bà đánh lung tung cái bà ra chữ Robby là bà đi làm với một người khác. Được chưa? Đó là cộng đồng các anh chị. Các anh chị không tận dụng là các anh chị rất là uổng phí. Được chưa các anh chị? Nha, nhớ nha. Về nhà sau cái buổi ngày hôm nay share tá lả bùng binh cho Hằng, chia sẻ hết từ livestream đến video đến bài đăng cho đến gặp gỡ trực tiếp, nói chung là làm hết công trường cái này. Thà đoán nhầm còn hơn bỏ sót. Mình cứ nói hết, ai dính không dính thôi, không có thuyết phục các anh chị. Đối với người quen mình không cần phải thuyết phục, mình cứ share thôi, mình cứ share link thôi. Cái ơi cái này hay lắm, đăng ký đi, có muốn kiếm thêm thu nhập không? Rồi ok, vào đây bán cái này đi là kiếm thêm thu nhập nè, kiếm thêm tháng khoảng vài triệu cũng được. Ok không? Đấy, các anh chị chỉ cần làm việc như vậy thôi. Các anh chị tin tưởng vào sản phẩm của mình, tin tưởng vào cái trang thương mại điện tử của mình. Nó là sản phẩm không phá giá, sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thì mình sẽ là một cái đối tác kinh doanh lâu dài với Robby. Thì mình cứ share thôi các anh chị, mình cứ share thôi, thoải mái, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết. Càng suy nghĩ là các chị càng mất người. Được chưa? Rồi. Ok ha. Cho nên là gì? Mình sẽ là một cái người cho đi giá trị, mình sẽ người cho thông tin thôi. Mình không cần phải áp lực rằng là mình chia sẻ với người nào thì người đó phải làm với mình, hoặc là họ phải mua hàng của mình, hoặc là họ phải kinh doanh với mình. Không phải các anh chị, mình share để mình cho họ biết rằng là ở đây có một cái kinh doanh rất tốt, ở đây có một cái sản phẩm rất tốt, và bạn sẽ mua hàng của mình. Một á, là khách hàng họ sẽ mua hàng của các anh chị. Hai là người kinh doanh, người ta muốn kiếm thu nhập, người ta sẽ kinh doanh với các anh chị. Cái nào cũng được các anh chị, cái nào cũng được, nhưng mà miễn là nằm trong cộng đồng của mình là được. Một là đối tác kinh doanh, hai là gì, là khách hàng mua hàng. Nào cũng được các anh chị, mình cứ share, mình cứ chia sẻ tất cả mọi người. Ai muốn có nhu cầu thì mua hàng, ai không có muốn có nhu cầu mua hàng thì có nhu cầu kiếm tiền thì kinh doanh. Được chưa? Mình cứ share hết, không mất đi đâu cả các anh chị. Nhưng mà nếu như chúng ta không chia sẻ, chúng ta sẽ mất. Được chưa? Chúng ta sẽ là người mất chứ không phải là họ. Ok chưa các anh chị? Mình cứ định vị mình là người cho đi những cái giá trị, giá trị sản phẩm tốt đến với khách hàng, giá trị kinh doanh tốt đến với những người muốn kiếm thêm thu nhập. Mình là người cho đi giá trị các anh chị, mình phải tự hào với cái kinh doanh của mình. Nhiều anh chị kinh doanh mà lén lén giấu giấu xong rồi ngại ngại xấu hổ, ô thế thì bữa nay thằng này đi kinh doanh online à, bắt đầu các anh chị xấu hổ, các anh chị che giấu giấu, các anh chị lén lén lúc lúc các anh chị đi kinh doanh, trời đất ơi, không,
mình đi kinh doanh mình phải cho bà con thiên hạ biết là mình đang kinh doanh cái này, hình dung không các anh chị? Mình phải share hết đi, vì chỉ cần đâu đó 10 người 20 người biết, họ chỉ cần một hai người mà muốn kinh doanh với các anh chị thôi, hoặc là muốn mua sản phẩm của các anh chị thôi, mình đâu cần phải thuyết phục đâu, mình chỉ chọn đúng người các anh chị, mình chỉ chọn đúng người thôi. Và muốn đúng người thì mình phải chia sẻ càng nhiều, chia sẻ 5 người chưa ra được khách hàng, 10 người sẽ ra được khách hàng, 20 người sẽ ra được khách hàng, 30 người sẽ ra được đối tác kinh doanh, được chưa? Mình chia sẻ càng nhiều càng tốt thôi. Mình cứ phân loại ra ai là khách hàng của mình, ai là đối tác kinh doanh của mình, vậy thôi. Thì các anh chị cứ mở hết tài khoản cho Hằng, không bất chấp một người nào hết, được chưa? Ok không các anh chị, đồng ý không ạ? À? Rồi vậy thì chốt lại các anh chị, ở đây thì bao nhiêu anh chị mình đã bị từ chối bởi những đối tác kinh doanh, và bao nhiêu các anh chị đã bị từ chối bởi khách hàng của mình, các anh chị comment mà cũng chắc cho Hằng được mặt. Bao nhiêu các anh chị đã bị từ chối rất là nhiều lần, lần có thể là 10 người, có thể là 20 người, có thể là 200 người, có thể là 2.000 người, thì bao nhiêu các anh chị đã bị từ chối nhiều như thế rồi? Các anh chị đi bán hàng cấm hồn dung bán hàng tháng mấy chục triệu và chia sẻ và bị từ chối rất nhiều, đúng rồi, ai bán hàng càng nhiều thì bị từ chối càng nhiều, đơn giản vậy thôi các anh chị, đúng không? À, có bao nhiêu các anh chị là mình đã bị từ chối ạ? À? Từ chối bởi khách hàng, từ chối bởi mối quan hệ này, từ chối bởi những người mà đối tác của mình chia sẻ kinh doanh mà họ không làm thì thôi các anh chị, cũng lẽ cả đời cuộc cả cái cuộc đời này, cả cái thế giới này ai cũng làm robby, mà 7 tỷ người ai cũng làm robby à, thế thì những cái công ty khác ai lấy gì mà ăn, ai làm, đúng không các anh chị? Mình phải chỉ lấy ít thôi, mình tham vừa thôi các anh chị, mình đừng có kỳ vọng nha. 10 người thì chỉ cần một người là mừng lắm rồi, thậm chí là 100 người chỉ cần là hai ba người thôi cũng được các anh chị, không có cần quan trọng lắm, được chưa? À, mình không cần quan trọng, mình chỉ cần là gì, có người là được, được chưa các anh chị? À, bị từ chối bởi khách hàng liên tục, à, người người thân từ chối liên tục các anh chị, rồi mối quan hệ từ chối, rồi gì, à, không mua hàng thì thôi, mình chỉ chia sẻ thôi, mua hay không mua tùy bạn, các anh chị đừng có ép hàng mua hàng, dở nhất trên cuộc đời này là ép khách mua hàng và ép đối tác kinh doanh với mình, ép cái người quen của mình kinh doanh với mình, ép cái người quen của mình là gì, là cứ suốt ngày thuyết phục, suốt ngày theo đuổi, suốt ngày thế này thế kia. Một cái người chuyên gia về bán hàng họ không bao giờ thuyết phục các anh chị, không bao giờ phải thuyết phục, mà là họ gì, họ đang ở một cái tâm thái giúp đỡ và cho đi giá trị, ai nhận thì lấy mà không nhận thì thôi, được chưa? Phải một cái tâm thái không có mong cầu. Thì đây các anh chị, người Bill Gates, ông Bill Gates các anh chị cũng biết đúng không, là một người rất là nổi tiếng, là chủ tịch của Microsoft đúng không các anh chị, là một người rất là nổi tiếng, là người tỷ phú thành công trong rất là nhiều năm và rất nổi tiếng, và cả thế giới này ai cũng biết Bill Gates hết các anh chị, đi đâu các anh chị hỏi Bill Gates cũng biết, chắc ở dưới quê là trên núi là không biết không, thế còn đâu đâu là ai cũng biết Bill Gates các anh chị ha, là một tỷ phú về công nghệ, một công ty rất là nổi tiếng, và ông đứng trong hàng top của những người tỷ phú là lâu năm nhất, đứng trên hàng top các anh chị, lâu năm nhất, năm nào đứng đứng hàng top với các anh chị trong một thời gian rất dài. Thì ông ấy à, mà ông nói một câu là gì, there's no secret, có nghĩa là không có một cái bí mật nào để thành công với các anh chị, à, không có một cái bí mật nào để thành công hết, mà thành công ở đây là cái gì, success take time các anh chị, tức là thời gian, à, thành công nó cần cái thời gian, và I show my plan to 1,200 people các anh chị, có nghĩa là tôi show cái kế hoạch của tôi chia sẻ cái kế hoạch của tôi cho 1.200 người và có 900 người say no, có nghĩa là không làm, 300 người lắng nghe tôi chia sẻ cái kinh doanh của mình, dự án của mình, và trong 300 người đó chỉ có 85 người đồng ý làm và chỉ có 35 người thực sự là nghiêm túc hợp tác với tôi, và trong 35 người nghiêm túc đó chỉ có 11 người là đi với tôi lâu dài và giúp cho tôi trở thành 1 tỷ phú các anh chị. Các anh chị thấy không ạ? Đây là câu chuyện, một cái câu chuyện của 1 tỷ phú thế giới. Họ đã bị 1.200 người từ chối. Đúng không ạ? À, 900 người từ chối và họ chia sẻ với 1.200 người về cái dự án ban đầu của Microsoft, là 1.200 người lắng nghe ông chia sẻ dự án. Có 900 người, hôm trước Hằng có nói với các anh chị về ông KFC đúng không? Là 1.009 lời từ chối từ 1.009 cái nhà hàng khác nhau với công thức gà rán của ông. Thì đối với Bill Gates cũng vậy, 1.200 người và 900 người từ chối và chỉ có 300 người chịu lắng nghe về dự án của ông và ông trình bày, thì trong 300 người đó chỉ có thực sự là 85 người là họ đồng ý là hợp tác,
Nhưng mà chỉ trong 80 người, 85 người đó chỉ có 35 người thực sự là nghiêm túc làm. Và trong 35 người nghiêm túc đó chỉ có 11 người là đồng hành với ông một cách lâu dài. Và gì? Tạo giúp cho ông trở thành tỷ phú. Billionaire nghe các anh chị. 1 tỷ phú các anh chị. Thì các anh chị biết rồi, nó cái xác suất nó rất là thấp, các anh chị thấy không ạ? Xác suất rất là lọt, rất là kinh khủng. Cho nên ở đây Hằng không cần biết là gì, các anh chị chia sẻ với bao nhiêu người, miễn sao các anh chị tìm ra được cho Hằng những cái nhân tố tiềm năng và các anh chị có được cái cộng đồng cho mình. Họ cứ nghe thôi các anh chị, họ cứ nghe thôi, còn họ làm hay không làm đó tùy họ. Họ cứ nghe thôi, họ mua hàng hay không họ mua hàng đó là tùy họ, miễn sao họ có tài khoản như mình là được. Các chị nhớ không ạ? Ok ha. Cho nên là mình sẽ kiên trì với cái kinh doanh của mình được không các anh chị? Success take time các anh chị, tức là kinh doanh thành công nó cần cái thời gian. Ok cho các anh chị, ok chưa ạ? Ví dụ như tập đoàn Google này mất 6 năm để mà Google có thể trở thành một cái tập đoàn gọi là ra toàn cầu, public ra cho toàn xã hội, thì mất 6 năm thì Google mới có thể public ra. Ví dụ như Robby mình bây giờ mới mất có đâu 3 năm. 3 năm thì đa phần là ở ở Việt Nam thì có khoảng tầm 5 năm 10 người thì có thể là có 1 2 người là biết đến Shopee rồi các anh chị, đúng không? Thì mới có 3 năm thôi, còn Google mất tận 6 năm. Còn ví dụ như Microsoft thì mất 6 năm để có thể là một bắt đầu một cái IBM, một cái hợp đồng IBM các anh chị, và 5 năm tiếp theo để có thể là đưa công ty ra công chúng. Và Apple cũng mất tới 20 năm để có thể trở trở thành là tỷ phú .com. Thì các anh chị biết là nó cần thời gian các anh chị. Success takes time các anh chị, cần thời gian. Nên bản thân các anh chị phải luôn luôn cho mình một cái thời gian với cá nhân mình. Năng lực mình chưa đủ, đúng không? Khả năng bán hàng mình chưa tốt, khả năng tuyển dụng chia sẻ mình chưa tốt, chốt sale mình chưa tốt, thì đương nhiên là mình chưa có kết quả thôi, chẳng có cái gì cả, được không? Nên là ở đây là gì các anh chị? Hãy tập trung vào cái mục tiêu, cái động lực lâu dài của mình. Mình phấn đấu không phải là các anh chị cứ 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 làm giàu nhanh chóng. Ở đây Hằng không muốn các anh chị muốn làm giàu nhanh chóng. Hằng nói thật là Hằng có được kết quả ngày hôm nay trước năm 35 tuổi bởi vì Hằng đã nỗ lực ngay từ lúc mà Hằng còn ngồi trên ghế nhà trường các anh chị. Tức là Hằng làm sớm hơn các anh chị thôi chứ không có phải là Hằng giỏi hơn các anh chị. Thế Hằng làm sớm hơn tức là Hằng làm ngay từ khi mà lúc Hằng còn đại học, làm là bắt đầu Hằng đi kinh doanh rồi. Cho nên là đến bây giờ Hằng mới có được kết quả như thế này. Thì bây giờ các anh chị mới bắt đầu nhen nhóm đi kinh doanh mà. Nên các anh chị cần thời gian, được chưa? Phải cho cái kinh doanh mình ít nhất là 3 đến 5 năm trong một lĩnh vực nào đó. Mà chúng ta làm nhiều lĩnh vực thì nó khoảng tầm 10 năm, 20 năm gì đó. Mình còn nhiều thời gian, mình còn tuổi trẻ, mình còn thanh xuân mà. Mình phải gì? Mình phải cố gắng làm sao đó mình dành thời gian để mình có thể là thành công cho chính bản thân mình. Ok không các anh chị? Các anh chị mới làm mà các anh chị cứ đòi hỏi là phải thành công nhanh. Thành công nhanh là thất bại nhanh các anh chị nhé. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã lắng nghe phần chia sẻ của Hằng ngày hôm nay. Các anh chị hiểu được rằng Robby có thể cho các anh chị được cộng đồng khách hàng và cộng đồng khách hàng sở hữu cộng đồng khách hàng rất là khủng khiếp và lâu dài. Nó là dạng cấp số nhân. Cho nên trong 1 2 năm đầu có thể là nó không tạo ra được nguồn thu nhập cho các anh chị lớn mạnh đâu. Nó chỉ có khoảng vài triệu thôi. Nhưng mà năm thứ ba, thứ tư nếu các anh chị đủ sự kiên trì, đủ sự nhẫn nại, đủ sự làm việc một cách liên tục. Các anh chị không biết trong 4 năm Hằng làm Robby, Hằng làm điên cuồng lắm các anh chị. Hằng làm liên tục. Nói chung là Hằng không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Từ 6 giờ sáng Hằng làm đến công ty Hằng làm cho đến là đến 6 giờ chiều. Sau đó là 6 giờ chiều trở đi á, là buổi tối là Hằng dành cho kinh doanh online với đại Robby. Là Hằng dành trọn thời gian nguyên một ngày của mình. Không có đi chơi, không có ăn nhậu, không có đàn đúm bạn bè, không có đám cưới, đám hỏi, không có du lịch gì, không có tận hưởng gì hết các anh chị. Không có ăn chơi gì hết đó. Mãi cho đến năm gần, mấy 2 năm gần đây thì Hằng bắt đầu Hằng mới hưởng thụ một chút thôi các anh chị. Hằng mới bắt đầu các anh chị mới thấy Hằng đi du lịch này kia chứ cách trước đây gần 10 năm không có đi du lịch bao giờ ha, chỉ dành thời gian trọn vẹn. Các anh chị bây giờ các anh chị than là bây giờ mình không có thời gian cho bản thân, mình không có thời gian thế này thế kia. Các anh chị không biết Hằng cày như thế nào đâu, Hằng cày kinh lắm, đến bây giờ Hằng vẫn còn cày các anh chị. Không cày bởi vì Hằng mục tiêu của Hằng là nó còn còn vẫn đang còn, cho nên là Hằng cố gắng Hằng hoàn thành nó ở năm 35 tuổi. Nên là các anh chị sẽ thấy là cố gắng liên tục trong một thời gian dài, đừng có nản, đừng có nản với cái thất bại hiện tại của mình, cái những gì mình chưa làm được nó không phải là tất cả các anh chị nhá. Ok các anh chị nha. Rồi Hằng xin phép là kết thúc cái vòng Zoom của mình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ mang lại cho các anh chị